Anh bấm tay với nó, anh cứ để về đi. Và tôi cũng xin có một cái lời nhắn nhỏ với mẹ. Thì do năm nay là do cái đại dịch cũng như là cái khó khăn về mặt kinh tế, thì những năm trước chưa địa chỉ về mà địa chỉ còn mẹ thì chúng tôi phải đảm bảo cái số tiết kiệm cho mẹ 10 triệu. Nhưng năm nay thì nó thật là do cái sự cố cũng tập trung chống dịch để hỗ trợ với nhà nước. Thì bây giờ thực sự nói năm nay thì bây giờ gia đình tôi là gia đình chị Hoàng Thanh Huế và vợ tôi là Dương Thị Nga thì không có nhiều, cho nên là có cái số tiền 5 triệu thì chúng ta sẽ tặng mẹ, tặng mẹ để mẹ thêm một tí tinh thần ăn ở tuổi già. Thế thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn tới các bạn lãnh đạo, hội bạn chiến đấu, cựu chiến binh, sư đoàn 5 tỉnh Thái Nguyên. Cảm ơn tới Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Tây Ninh, Sở Thương binh Xã hội tỉnh Thái Nguyên, Phòng Thương binh Xã hội huyện Phú Lương, Trung tâm cấp cứu Hùng Nga 115, Ban quản lý nghĩa trang huyện Tân Biên, đã cộng tác các cơ quan chức năng địa phương cất bốc di chuyển hài cốt liệt sĩ Mai Lương Bằng về nơi quê mẹ. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội xã Yên Trạch, các ban lãnh đạo thôn, tòa nhân dân xóm Bản Cái đã bất cứ thời gian vào ngọc tới đón con anh người ông trong gia đình chúng tôi sau 45 năm xa cách chiến đấu hy sinh vì tổ quốc vì nhân dân. Qua hơn 60 ngày đêm, qua hơn 60 giờ đồng hồ được sự giúp đỡ của các đồng chí ban lãnh đạo, ban liên lạc của hội bạn cùng chiến đấu, hội bạn chiến đấu, ban hội bàn chiến đấu và đặc biệt là trung tâm cấp cứu Hùng Nga 115 của tỉnh Bình Phước đã có sự quan tâm chia sẻ, đặc biệt là đối với mẹ tôi cùng gia đình chúng tôi. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí. Cuối cùng tôi xin chúc các đồng chí luôn luôn có nhiều thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công. Tôi xin chân thành cảm ơn. Sau buổi khi sau khi hoàn tất các thủ tục thì thay mặt gia đình tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí trong ban liên lạc, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cũng như các đoàn thể chính trị xã hội nán lại cùng với gia đình dùng bữa cơm nhạt đối với gia đình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hương hồn liệt sĩ Mai Lương Bằng, kính thưa mẹ liệt sĩ Phan Cảnh,
Xin thưa các ông bà, trong ban liên lạc hội ban chiến đấu chiến binh sư đoàn 5 tỉnh Thái Nguyên, kính thưa ông Nguyễn Văn Biểu, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nam Trạch, kính thưa các ông chí lãnh đạo, thường trực đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xã, các đồng chí trong ban công tác mặt trận xóm bản cái, kính thưa toàn thể nhân dân. Liệt sĩ Mai Lương Bằng sinh năm 1956 tại xóm Bản Cái, đến tháng 6 năm 1974 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đã lên đường nhập ngũ và chiến đấu vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và hy sinh ngày 6 tháng 11 năm 1977 tại biên giới Tây Ninh, chức vụ tiểu đoàn phó thuộc đơn vị C11, C3, E4, F5, quân khu 5. Liệt sĩ đã được các cấp đảng, chính quyền huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh truy cập về nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Theo nguyện vọng của gia đình thân nhân liệt sĩ, nay được ban liên lạc hội ban chiến đấu cựu chiến binh sư đoàn 5 tỉnh Thái Nguyên phối hợp với gia đình đón hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang xã Kiên Trạch. Thay mặt lãnh đạo địa phương, tôi xin trân trọng cảm ơn các ông bà, ban liên lạc hội ban chiến đấu cựu chiến binh sư đoàn 5 tỉnh Thái Nguyên đã không quản ngại đường xá thời tiết khắc nghiệt, đã bỏ thời gian công sức đón hài cốt liệt sĩ với gia đình và nhân dân xã Kiên Trạch. Nay hài cốt đã được về với gia đình trên bàn thờ trang trọng và linh thiêng. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương, giao lại cho gia đình bảo quản và thực hiện các quy thức thờ cúng theo phong tục tập quán của địa phương. Đến ngày 18 tháng 4 2022, địa phương sẽ tổ chức lễ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Nhân Trạch. Đối với ban lãnh đạo của xóm Bản Cái, tiếp tục phối hợp với gia đình trong thời gian tiếp theo để đến khi liệt sĩ được an nghỉ tại nghĩa trang, nói chúng ta là khi liệt sĩ có mồ yên mà đẹp thì chúng ta một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ban liên lạc hội ban chiến đấu hội cựu chiến binh sư đoàn 5 tỉnh Thái Nguyên và các thành viên ban tổ chức, ban lãnh đạo xóm Bản Cái và nhân dân. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi chắc có lẽ bây giờ thì còn một liệt sĩ ở phân mẹ nữa, thế cho nên đoàn chúng tôi cũng xin phép, chúng con xin phép mẹ cho đoàn xin phép gia đình cũng như địa phương với bà con thân bằng quyến thuộc cho chúng tôi để tiếp tục hành trình.